Trong hội nghị chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để 4 ủy viên thôi chức gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và hai bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Giang Lâm. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đề nghị của Ban tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Chẩu Giang Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các ông Lê Minh Khái, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký và Chẩu Giang Lâm đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công.